Nay mình chia sẻ lắp cái phao cho cái bồn nước nha các bạn. Đó, mình lắp vô cái tiếp điểm là A1, A2 nha. Là mình cái tiếp điểm là chống tràn nha các bạn. Và cái phao mà cái tiếp điểm mà chống cạn á là B1, B2 nha. B1, B2 là cái chỗ mà không có con chích nè. Đó là chống cạn, bên đây là chống tràn. Mình lắp vô đó là khi cái rơ le này nó kéo xuống, là cái trái nổi nó kéo xuống rồi là nó tác động nó kéo xuống là nó sẽ là khởi động cái máy bơm. Mà hai cái trái nổi này nè, mình nên đặt hai cái vị trí khác nhau nha bạn, chứ mình đừng có nên đặt một chỗ nha. Đặt một chỗ thì cái motor mình nó chạy xuyên suốt á, một hồi nó chạy một hồi nó chạy. Mà mình đặt thay gì á, cái này là cái chỗ trên cái mặt mà để tràn bồn này ha, mình vị trí mình sợ tràn bồn ha, vị trí này. Rồi cái này là cái điểm cuối nè, khi để nửa bồn hay gì á, hay là 2/3 bồn nữa ha, là mình cái điểm này nè. Khi cái trái nổi này nó giật một trái nổi cũng chưa là đủ cái lực mà hai cái trái này nó treo nó khỏi mặt nước nó mới chịu chạy. Thành ra là mình phải đặt về, chứ không phải mình buộc hai trái một chỗ là sai nha. Đó, mình đã người ta nhà sản xuất đã tính rồi, trọng lượng hai trái này mới tác động động được cái lò xo trong đây. Đó, lò xo nó kéo cái điểm này đó, nó kéo này ha. Đó, đủ hai trái nổi nó mới tép điểm mới tác động được. Thành ra là mình đừng có nên buộc hai cái là không mất cái tác dụng nha. Là khi cái này là motor mà thường thường nó thấy thấy mà mình thấy nó chạy hoài đó, mỗi chút chạy á, nguyên nhân mình buộc hai trái nổi một chỗ vậy nè. Bây giờ mình lắp vô bồn. Đó, mình tìm cái lỗ nào cho nó thẳng thẳng rồi mình lắp vô bồn ha. Lắp vô đưa cọng dây vô. Dây này phải đưa vô bồn mới được. Nó bỏ vô bồn. Xong mình lại cái nắp bồn nữa, nắp bồn này tại cái bồn này để bị sự cố à. Lật ngang rồi các bạn ơi, mà còn đứng đứng vậy là may lắm nè. Đây mình dặn vô nha các bạn. Ha, mình dặn vô. Dặn vô cho nó vững nha. Vững khỏi cần cao su non, bữa này trên khô rồi. Không cần gì hết chứ. Đó. Rồi. Hai cái điểm này mình đấu vô dây điện nha. Để dây điện từ máy bơm dẫn lên. Xuống dưới mình cho các bạn xem cái mình lắp thêm một cái khởi động từ đang cho cái bảo vệ cái rơ le này lâu hơn nha các bạn. Giờ mình đấu hai dây điện vô. Giờ mình tiến hành mình bắt hai con vít vô nha các bạn. Đó, mình luồn dây vô đàng hoàng nha, đừng để ngang hông mình đẩy cái chụp cũng được nha. Đó, dẫn nhóm hai vít lên. Đó, dây ở dưới mình luồn lên nha. Dưới mình luồn lên đây. Sai phải sai rồi, mình phải quấn theo chiều này mới được, quấn theo chiều kim đồng hồ cái dây mình nó lỗ ngược ra không, mình dặn vô nó lộn ngược ra không. Đây cỡ này gần Tết rồi các bạn ơi, mình làm phải lợi dụng trời chiều á, cái để giữa trưa nắng dữ lắm này. Miền Đông đất đỏ nha các bạn, hết miền Tây rồi qua miền Đông rồi. Hôm nay mấy nay mình đi sửa khách sạn, bây giờ mình qua bên nhà tư. Thương mến anh vượt đường xa đến đây, mưa vẫn bay mà hồn anh vẫn say. Có thể này rồi xong, bây giờ mình xuống dưới các bạn ơi. Mà chưa có nữa, buộc hai cái trái nổi vô. Sai rồi, tôi thấy hơi sai rồi đó. Đây cho nổi vô đây, mà bây giờ nó có nước trong đây, mình bây giờ mình tự canh thôi. Đó, đó.
thôi, được tự động mà lo gì, đâu cần đầy tràn đâu sợ, tự động hết sợ tràn rồi. Đó, mình lắp cái phao nha các bạn. Nó canh cái chừng từ dưới ở trên xuống cái chừng 1/3 cái bồn thôi. Chứ làm cạn quá thì máy bơm nó bơm lâu đâu nó nóng máy. Đó, mình lắp hai trái rồi nha. Đó. Buông xuống luôn. Rồi. Xanh mình đi xuống đây nha các bạn. Đó, mình đi vô cái tắp lô ha. Rồi hai cục dây motor nè ha. Motor đây nè. Motor đây mình bơm giếng nè ha. Mình đưa dây nguồn motor lên đây. Đó, vô cái tắp lô luôn ha, 27 mình vô trong tắp lô mình cho các bạn xem kỹ nha các bạn. Hôm bữa mình đấu lúc đó trời tối quá thành ra mình không có chia sẻ mấy mối nói được, cũng tiếc. Để cho mình vô mình giải thích cho các bạn thôi. Đây là cái CB chống giật này, giờ mình lắp cho cái bơm. Hả? Đầu trên CB mình không nói đi. Ở dưới cái chân CB nè các bạn. Đó mình đưa lên cái công tắc tơ trên đây. À, lên con tơ trên đây, ở đây là hai dây này là hai dây ra motor. À, cái phao mình lấy cái nguồn ở bên cái dây nóng các bạn ha, dây lai ha, mình đấu ở đây đó, mình dẫn vô cái phao dẫn vô cái dây hai dây xanh đó, hai dây xanh dây đôi á ha, là mình đưa lên cái phao. Cái phao khi nó trở về á là mình trở về cái cuộn dây của công tắc tơ nè ha, cái cuộn dây trong nè, dây ngoài cũng như ngoài là cũng dây nguồn của cái phao đi lên cái phao, xong rồi cái phao trở về đó, khi cái phao cái bồn nước nó cạn á thì nó giật cái phao, nó trả về đây, đóng về đây là nó cấp điện cho cái cuộn dây công tắc tơ. Thành ra là mình đấu qua cái cuộn dây này nè, công tắc tơ này, thì bảo vệ cái phao không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ mà nó hư cái phao nước. Thay vì hồi xưa mình không biết làm cái này thì mình đấu trực tiếp và cái phao nó chịu ảnh hưởng với cái dòng của cái motor, mà giờ là cái phao là chịu với cái dòng của cái cuộn dây này rất là nhỏ nha các bạn. Thành ra là cái phao tự ra mình để kiến vô thì nó mới hư phao thôi, chứ mình lắp theo cái này là tuyệt đối không bao giờ hư phao đó, cái phao điện á. Rồi mình lắp thêm cái CB này nữa đó, là khi cái nguồn á nó khi mình đóng cái nguồn hai cái chân này nè, cái chân dây đỏ này nè, dây đỏ này ha, nếu mà mình đóng cái CB này lên thì mình xài trực tiếp thì mình tưới cây đó ha, là mình đóng CB này lên nè, là hai cái cọng dây này nè nó dính lại, thành ra mình đóng thì nó chạy nè. Đó, các bạn thấy nè, đó đóng này là mình chạy tay đó, này là mình đóng này mình chạy tự động nha các bạn. Và thôi mình cũng xin tạm dừng video, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Kỹ sư Bằng Miệt Vườn. Một nữa hiệp xin cảm ơn, xin chào, bye bye, hẹn gặp lại các bạn video sau. Mình đã